đã quay trở lại với Gali TV. Và như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề thì trong video ngày hôm nay là có thằng hàng xa số, một haul crop top giá siêu rẻ, con cái chỉ mười mấy nghìn các bạn ơi, để review với các bạn. Thì hồi trước đây là cũng từng làm một cái video về crop top giá rẻ trên Shopee rồi, và cái video đó tới giờ hình như được hơn 300k view đó các bạn. Nên là hy vọng cái video này cũng sẽ thành công như vậy. Nhưng mà Gà cũng không mơ ước lớn lao vậy đâu. Nói chung là có bạn coi xong giúp ích được gì đó cho các bạn, Gà cảm thấy vui rồi. Và nói chung là mùa hè Việt Nam tới rồi các bạn, cả miền Nam và miền Bắc đều rất là nóng, thì cái item mà kiểu áo 2 dây và áo crop top là nói chung là không bao giờ có thể thiếu được các bạn. Nếu mà các bạn chưa có một cái áo 2 dây và áo crop top nào á thì các bạn hãy mua ngay đi, và có lẽ là sau khi mà xem cái video này cũng là tham khảo được cái nào đẹp thì các bạn nhúc luôn này các bạn ơi, rất là cần thiết luôn á. Và nếu mà bạn nào thắc mắc á là mình khi mà mình sử dụng áo 2 dây thì ví dụ như là lỡ lộ áo ngực thì sao, thì các bạn yên tâm, chúng ta đã có miếng dán ngực, không có sẵn đây tại vì Gà đang dán rồi. Tuy nhiên là sẽ để ảnh ở đây và đồng thời là link ở dưới description box để các bạn nào mà muốn mặc áo 2 dây mà kiểu thoải mái không có lộ dây áo này nọ thì có thể tham khảo cái miếng dán ngực đó nha. Ok, và cái shop mà Gà review trong video ngày hôm nay là Cherry Shop 7986. Và Gà mua ở đây cũng được tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái áo các bạn, mà giá chỉ tầm có 200 mấy nghìn thôi, 210 mấy nghìn đó. Là các bạn biết là nó rẻ như thế nào rồi. Ok, và cả thông tin về shop cũng như là link của những sản phẩm mà Gà review trong video ngày hôm nay Gà sẽ để hết ở dưới description box cho mọi người dễ tham khảo nha. Ok. Ok, và hai cái áo đầu tiên mà Gà có trong video ngày hôm nay á thì nó tên là áo crop top 2 dây cuốn biên, và nó có hình như là 4 màu, màu trắng, màu tím, màu đen, màu hồng. Thì ở đây là Gà mua 2 màu, là màu tím với màu đen. Thì cái áo này là cái loại cái áo 2 dây kiểu căn bản rồi các bạn, tức là nó là cái kiểu mà hầu như ai cũng có. Và cái đây cho các bạn xem, và lúc mà Gà cầm vải lên thì Gà thấy cái vải này khá là ok, cái kiểu mà vải thun gân á các bạn. Thun mà kiểu gân gân mà nó cũng có một chút độ co giãn á. Thì Gà nghĩ là cái này cũng free size tầm đâu là từ 45 cho tới 5 mấy ký là mặc ok. Trước mắt thì là nhận xét như vậy. Về chỉ thừa thì đây như các bạn có thể thấy là không có chỉ thừa. Và cái áo này rất là rẻ, Gà mua nó chỉ có hình như là 17.500 thì phải 17.000 đó các bạn. Nó rẻ quá mà đúng không mọi người. Về chất lượng vậy thì Gà thấy là rất là ok rồi. Và đồng thời thì áo này nếu mà phối như thế nào là đẹp, thì Gà thấy là áo này phối được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là phối chung với chân váy đẹp nè, rồi phối chung với quần ống rộng cũng đẹp nè, rồi phối chung với lại kiểu blazer này nọ mà mặc cái này ở trong thì nó cũng rất là đẹp. Và bởi vì cái áo này cái tính ứng dụng nó quá cao nên Gà đã mua tận 2 màu, một cái là màu đen, còn một cái là màu tím. Trước mắt thì Gà thấy là giữa màu đen và màu tím nó hơi khác nhau một xíu. Ví dụ như cái dây của áo màu đen các bạn có thể thấy là nó mạnh hơn đúng không? Còn dây của áo màu tím thì nó lại dày hơn. Cái này là Gà cũng không hiểu tại sao, nhưng mà chắc là cái này là do kiểu cái kiểu nó muốn may như vậy rồi các bạn. Nên là cũng ok. Nói chung là về cái vấn đề dây dựa thì Gà thấy là dây thanh hay dây mảnh gì cũng được. Và Gà nghĩ là hai cái này thì không cần thử lên thì Gà cũng thấy là nó khá là ok. Tuy nhiên là Gà vẫn sẽ thử rồi nha. Rồi cái áo tiếp theo mà Gà cũng có ở đây là áo 2 dây sợi bún thun gân đẹp. Thì nó khác gì cái trước nhỉ? À cái kia là 2 dây cuốn biên, còn cái này là 2 dây sợi bún. Hình như là Gà hơi lộn một xíu các bạn. Tức là cái này á, cái mẫu cuốn biên là Gà chỉ mua một tím thôi. Còn cái mà 2 dây sợi bún thun gân đẹp á, là cái dây mà nó thanh hơn á, thì Gà mua 2 màu. Là màu xanh dương này với lại là màu đen này. Đó, là lúc này Gà hơi nhầm cái mã áo một xíu. Nhưng mà nói chung nó cũng như nhau thôi. Cái này với cái kia thì nó khác gì không trời. Cái này á, cái mà cuốn biên á, thì cái biên của nó hơi lợn cợn một xíu. Và nó, cái đường dây của nó thì nó dày hơn. Còn cái mà sợi bún á, thì nó là loại thanh hơn, mỏng hơn. Và cái chất thun của nó thì nó kiểu co giãn nhiều hơn. Thì đấy, mua tận 2 màu, màu đen đương nhiên rất dễ mặc. Và màu xanh này thì Gà nghĩ là mặc cũng rất là hay. Đặc biệt là summer nữa, summer mặc mấy cái màu xanh này thì rất là đúng bài. Tại vì nó vừa nghèo một cách kinh khủng luôn các bạn, kiểu nó vừa là vừa luôn á. Nhưng mà cái này các bạn yên tâm, nếu mà bạn nghèo mà kiểu người hơi bự hơn ngày một xíu á thì cái này nó co giãn rất là tốt á, nên là nghĩ là cũng sẽ phù hợp với các bạn thôi. Thì thun mặc lên rất là kiểu thun kiểu nó lạnh lạnh á, nhưng mặc lên rất là mát. Và như các bạn cũng thấy thì áo 2 dây nó quá căn bản rồi. Đấy,
cứ mặc với cái gì ở dưới cũng được. Nên là nếu mà bạn nào chưa sở hữu cho mình một chiếc áo 2 dây nào hết cho mùa hè thì các bạn nhất định phải mua nha, tại vì bán áo 2 dây này á, nó quá rẻ luôn các bạn, nó rẻ kinh khủng và nó cũng rất là được fit. Bây giờ thì cực kỳ là thích một áo 2 dây luôn á, cực kỳ là thích. Thấy là cứ mặc vậy là auto, với lại tóc cũng kiểu cắt ngắn rồi nên là cứ auto mặc vậy, tóc ngắn ngắn là nhìn cũng khá là ngầu đúng không, hay là ngon ta, không nhìn ngầu thôi các bạn, tại cái mặt càng ngầu. Ok rồi, cái áo tiếp theo mà người có ở đây á, thì lúc mà người nhìn đơn hàng thì người thấy là nó có cái gọi là áo crop top bò sữa cuốn dây. Tuy nhiên bây giờ người lục lại cái áo thì người không thấy trên shop nữa các bạn, kỳ ghê. Thì gà sẽ ráng lục lại nha, chỉ là không có cái hình cho các bạn so sánh bây giờ thôi, tức là không, gà không tìm được cái hình của nó trên web bây giờ thôi, nhưng gà sẽ cố gắng lục lại xem là có link hay không. Nhưng mà đây căn bản là nó như vậy nè các bạn, một cái áo crop top in hình bò sữa rất là hot trend và nó có hai cái sợi dây như thế này. Nếu mà các bạn biết hai sợi dây này là dành cho những bạn đàn em nhỏ đó, thì mình quấn quanh eo xong mình cột lại ngay đây này, nhìn rất là sexy. Nhưng dạo này em gà nhìn không xinh lắm, tại vì dạo này ăn hơi nhiều á, kiểu như cái bụng nó hơi mỡ nên là không biết là lúc mặc lên sẽ có xinh không, nhưng mà hy vọng là sẽ xinh. Không sao, lát là sẽ ráng hóp bụng lại. Chất thì rất là ok, nãy giờ thì được cái là crop top của cái top này thì không thấy một miếng chỉ thừa nào hết, mặc dù giá nó rất là rẻ các bạn, nhưng mà không có một miếng chỉ thừa nào hết. Và đồng thời thì chất lượng hoặc là co giãn này nọ nó rất là tốt, và cảm giác là cầm tay thì cũng rất là mát tay, nên là nghĩ là không nóng đâu. Ok, cái kiểu mà trên bò sữa dưới ngựa vằn thì mình thấy bây giờ giống như là một cái kết quả của một cuộc tình hỗn loạn giữa bò sữa và ngựa vằn. Cái này nó hơi quá các bạn công nhận. Nếu mà các bạn ở trên bò sữa thì các bạn dưới đường ngựa vằn, nếu các bạn ở dưới ngựa vằn trên đường bò sữa, nhưng mà tại cái này là bạn ném đại vô để gà thử đồ thôi, nên là nói chung là đấy, nói chung là nhạc quỷ biển đó các bạn. Còn đây, ở đây thì nó có một cái dây này các bạn, đây cái dây để mình thắt vô, bạn nào em nhỏ mặc được siêu luôn. Dạo này em là hơi bự xíu thì là thấy cái áo này nó được, nhưng mà có một cái điều mà hơi không thích lắm á là nó hơi bị kích cái chỗ cái vùng dưới cái tay, nó hơi kích một xíu, nó chỉ có vậy thôi, chứ còn lại thì thấy là mặc lên ok, với lại mặc lên một kiểu trẻ trung á. Cái này là các bạn phối cho quần da rồi này nọ, xong đeo thêm kính đen thì các bạn nó sẽ ngầu. Tại các bạn là cái hoa văn bỏ sữa này các bạn nó cũng ngầu, nó còn kiểu đáng yêu nhưng mà nó vẫn hơi ngầu ngầu ấy. Các bạn thấy sao, bạn đồng ý không? Nhưng mà nếu mà bạn nào thích hoa văn hoặc là bỏ sữa, là các bạn đã sưu tập được hoodie bỏ sữa, xong rồi quần bỏ sữa, mọi thứ bỏ sữa, các bạn thì nên hốt thêm cái áo này. Nếu các bạn tìm thêm cái quần sweatpants bỏ sữa các bạn mặc chung, nghĩ là hợp. Rồi cái áo tiếp theo mình có ở đây là áo thun crop top kiểu viền bèo, thun gân mịn đến ngập. Ui, cái tên nó dài cực các bạn. Áo này thì gần mua hình như là 28 hoặc 45k, nhưng gần nghĩ là gần sẽ mua tầm nhớ là 30k, chẳng nhớ. Nhưng mà nói chung là tầm đấy thôi, nó cũng quá rẻ rồi các bạn. Và đây thì cái kiểu của nó trong hình là nó là cái kiểu rất là classic, cái kiểu mà áo crop top xong rồi ngay đây mà nó kiểu đính hai viên ngọc đen này các bạn, nhìn rất là xinh. Thì cái áo này là nó quá classic luôn rồi các bạn, kiểu như là cái áo này cái thời mà crop top mà bèo bèo nổi lên, mà trendy có mặc một cái áo khá giống này, thì cái áo này hot rừng rừng mà nó hot từ 2020 tới giờ. Bây giờ thì thấy là ai hầu như cũng có cái áo này rồi, nhưng mà lúc mà sang Đức thì lại quên mang theo. Nếu mà bạn nào không biết thì quên, xin lỗi các bạn. Thì nếu mà bạn nào không có biết thì hiện tại gà đang là học ở Đức. Tuy nhiên là tại sao gà vẫn có thể mua đồ Shopee, tại vì gà mua đồ Shopee xong mà gửi cho một người bạn gà ở Sài Gòn, xong nhờ bạn gà gửi cho nhà gà. Và đây ten thì lúc gà sang Đức thì gà lại quên mang, và gà cảm thấy là cái áo này nó quá cần thiết các bạn. Và cái áo này các bạn biết là tìm ở trên Yesstyle là bao nhiêu không? Hình như là đâu ấy, mười mấy ơ lận, mười hai mươi ơ, qua đây lên Shopee mua 30k xong nghỉ khỏe. Cái này thì các bạn chắc cũng thấy nhiều rồi, nhưng mà cái khá chắc là các bạn sẽ mua ở một cái shop nào đó mà giá của nó sẽ cao hơn cái áo mà giá mà đang mua, tại các bạn có thể có 30.000 thôi. Là nhớ là hồi cái áo này mới hot lên có shop phải bán 223. Nhưng mà đây quá xinh luôn mà có 30.000. Các bạn cảm thấy không? Nó quá rất là căng bản, mình nghĩ ai cũng cần
đó. Và như các bạn có thể thấy là chỉ cần phối một cái chân váy á, và nhìn như vậy á, thì các bạn có nghĩ là cả này có ba mấy nghìn đâu. Không đúng không? Nó kiểu nó fit vô người gà mà kiểu nó xinh gì đâu luôn á. Bây giờ các bạn xem đường cắt ở cổ này, xong rồi đường dây ở đây, xong rồi đường ở hai bên tay. Đặc biệt là cái tay này nó không làm cho kiểu gà bị kích ở nách á. Nách gà này cũng hơi bị nhiều mỡ, nhưng mà thấy với cái này thì không hề sao luôn á bạn. Và lúc mà mặc lên thì trông trưởng thành bao nhiêu. Thêm cái tóc này nữa. Đấy, cảm thấy cái tóc này rất là hợp với lại là những cái áo và kiểu crop top này luôn. Nhìn không bị già các bạn, nhìn nó vẫn kiểu trưởng thành nhưng mà nó vẫn kiểu trẻ nhặt. Nhưng mà khá là khoái rồi, rất là ưng. Nếu mà bạn nào chưa sở hữu cái mẫu áo crop top này thì các bạn nên mua đi. Mà nếu mà mua thì các bạn nên full màu luôn. Tại cái này á, mặc cái gì cũng được hết á. Bây giờ ví dụ như các bạn có muốn khoác thêm cái áo blazer ở ngoài thì cũng xin. Áo crop top nữ tay ngắn butterfly in loang màu wuzhang 36k các bạn. Đây, nó có hình butterfly hay hình con bướm. Máy này thì gọi thấy là ngày mặc áo lan không hợp lắm đâu. Nhưng mà gọi thấy là cái mẫu này cũng khá là xinh. Và gọi thấy là chắc là nhiều bạn thích nên là gọi cũng mua để gọi review cho các bạn thôi. Chứ chủ yếu gọi thấy mặc áo lan không hợp. Đây các bạn, không hề có một miếng chỉ thừa nào luôn á. Và nó cũng không có hôi nữa. Khá là ok, khá là ưng đó. Đằng trước thì nó sẽ có một cái dàn nút như thế này nè các bạn. Ồ, và cái nút này là các bạn cởi ra được nha. Đây, cởi cho bạn xem nè, đây. Ôi trời ơi, cởi ra được nha các bạn. Có nghĩa là cái này các bạn có thể mặc áo 2 dây ở trong, xong các bạn khoác cái này ở ngoài kiểu cardigan á, cũng được luôn. Nhưng mà đối với gà thì gà sẽ khoác cái nút này lại. Đây, thì gà sẽ mặc theo cái kiểu mà vẫn là crop top, nhưng mà cái phần trước này thì gà sẽ banh nó ra một xíu á. Chứ gà không có thích là mặc kiểu tròn quá thì nhìn nó hơi học sinh. Đây, mà sẽ banh nó ra xíu nhìn cho nó cá tính. Và trên này có in hình, có thêu hình một con bướm. Đây là kiểu dán hình thêu một con bướm rất xinh. Được á chứ. Nice. Các bạn thấy sao? Nhìn riêng là thấy là cái áo này rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đặc biệt là người mới phát hiện ra cái câu chuyện là các bạn có thể gửi hết nút ra, xong rồi mặc áo 2 dây ở trong, xong mặc cái này ngoài như là kiểu cardigan. Hợp lý luôn. Đầu tiên là nó rất là vừa người nhẹ, nên là rất là vui. Và màu sắc của nó thì là kiểu nhã nhặn ngọt ngào, nên là những cái bạn nào mà kiểu sweet girl một xíu sẽ rất là thích cái áo này. Và đặc biệt là có cái hình con bướm này thì nó cũng rất là quyến rũ nữa. Và thật ra thì cái chân váy mà đang mặc ấy thì chỉ thích gọi là bóp đại một cái chân váy ra mặt thôi, thì nó đang không có hợp màu với lại là cái áo này lắm. Tuy nhiên là nếu mà các bạn phối á, và phối chung lại quần ống rộng màu trắng nè, hoặc là quần ống suông nhưng mà màu tím đồ này nọ, thì có thể là rất là ok, rất là xinh. Và đặc biệt là nếu các bạn có những cái phụ kiện ví dụ như là kẹp tóc đồ màu tím, rồi đeo mấy cái túi mà kiểu túi kẹp nách á, thì có thể thấy là ok đó. Và cái màu này thì có thấy là mặc lên thì nó không có làm cho gà kiểu bị tối da mấy, khá là ok gì đúng không. Rồi cuối cùng là có một cái áo tên là áo crop top loang lút bấm dây rút hông. Ô, tên dài quá. Và giá của nó là 38-53k. Nhưng mà Ngà nghĩ là áo này thì chắc là phức tạp nhất trong cái đống này, nên chắc là nó sẽ 53k đó. Thì nếu mà các bạn bấm vô mỗi link đó, thì mỗi link nó sẽ có những màu khác nhau, những kiểu khác nhau luôn. Rất là nhiều crop top để bạn chọn. Đây thì các bạn nó là kiểu như thế này thôi các bạn. Nó khá là mỏng mát. Ui, những cái màu không thích lắm nha. Cái màu mà từ trên hình gà đã không thích, thì không thích cái màu xanh này. Nhưng mà nghĩ là thôi cũng mua, vì lỡ review xong một bạn đã thích màu xanh. Xong bên này thì nó có một cái dây rút này các bạn. Đây các bạn có thể thấy là một cái dây kiểu rút lên như thế này. Xong mình sẽ đính một cái cột ở đây, một cái nơ hay một cái gì đấy. Thì cái kiểu này cũng căn bản là người thấy là cũng phổ biến. Và ba cái nút ở trên này các bạn không phải là chỉ kiểu đâu, nên có ba cái nút thì nó có thể gỡ ra được luôn á. Thì Ngà cũng sẽ gỡ ra, tại vì như các bạn biết là Ngà không thích mặc áo crop top mà cổ tròn á, nên Ngà sẽ gỡ nó ra. Xong rồi Ngà mặc cái kiểu mà nó hơi banh banh ra một xíu nhìn cho nó người lớn. Thì đây là cái áo cuối cùng rồi, nên là khi mà đánh giá một vòng chất lượng của cái áo crop top này nè, thì Ngà thấy là rất là mát, trang phục chất là rất là mát. Và thun thì nó cũng là thun kiểu đàng hoàng, chứ nó không phải là kiểu quá rẻ. Nói chung là giá của nó thì rẻ thiệt, nhưng mà chất lượng của nó là rất là ok. Và đặc biệt là mấy cái hình in đồ này nọ thì nó in cũng rất là đẹp, chứ không phải là thế này, chứ cũng không phải là nó kiểu in qua lai đâu các bạn. Và giá thì rất là rẻ nữa, nên là chấm sóc này là 9/10 luôn á. Không biết tại sao là trừ một điểm, nhưng mà cảm thấy cho 10/10 nó quá không thực tế, nên là cho 9/10 thôi. Nhưng mà cảm thấy là mấy cái này ok. Như thế này
xong kiểu cục như thế này á, thì nó không phải là cái gu của Gà. Nhưng Gà biết là nó là một, có thể là rất là nhiều bạn sẽ thích cái kiểu này, nên là Gà sẽ, nếu mà các bạn thực sự thích cái kiểu này á, thì đây là cái áo rất là perfect cho các bạn luôn á. Tại vì đây, nó gỡ được, đầu tiên là nó gỡ được mấy cái nút này mà có thể banh nó ra. Chứ nếu mà mặc kiểu vậy mình cảm thấy nó hơi tù các bạn, nên là nó banh nó ra cho nó mát mẻ. Mặc mùa hè thì rất là thích. Và cái chất của nó thì mặc lên thì nó kiểu bo người ấy. Và nó mát nữa, nói chung mình cảm thấy là rất là mát. Đương nhiên là nếu mà Gà có một cái quần mà nó hợp hơn, ví dụ như cái quần màu xanh, màu jean á, thì nhìn Gà sẽ nguyên một cây xanh luôn. Và ra đường và chụp hình Instagram thì nọ người cũng sẽ xinh đấy. Và một lần nữa là nếu mà các bạn có mấy cái kẹp qua kẹp lại vậy nè, thì các bạn đeo vô túi kẹp nách đồ này nọ thì cảm thấy rất là hè luôn á. Còn nếu mà bạn nào có mấy cái chân váy mà kiểu màu trắng mà kiểu ngắn á, thì mà phối chung với cái áo này thì nghĩ là cũng sẽ rất là ok. Ok, thì video ngày hôm nay là kết thúc rồi. Hy vọng các bạn thích video, thích nhớ like, subscribe Gà Ly TV nha. Và nếu chưa follow Gà trên Instagram Gà Ly TV thì bạn nhớ follow nha. Tại trên đó là cũng hay recommend đồ Shopee lên, mấy cái món mà Gà mua mà thấy ok là hay recommend gắn link trên đó. Và tất cả những cái sản phẩm mà Gà có review cho video hôm nay thì cũng để hết ở dưới description box cho mọi người rồi. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.